bỗng dưng cái đùi của anh rung lên như thế này nè. Và mỗi buổi tối á, khi mà anh ngủ á, cả cơ thể anh cứ lúc nào cũng nhịp như thế này. Sự việc bắt đầu kỳ lạ và kỳ dị diễn ra từ lúc mà gặp được một người thầy pháp sư cách đây khoảng 4 năm về trước. Ông thầy đó, ông muốn điều khiển cái dòng linh gì đó mà để mà hại người nào đó, là người ta búng, cần búng tay thôi. Ông thầy ông lấy tay ông búng gì thôi, cũng như muốn hại cái nhà đó không. Xin chào cả nhà, hiện tại thì mình đang có mặt tại tỉnh An Giang. Và phía trước mọi người đây là anh Khánh. Anh Khánh là một bác tài lái xe. Thì hôm nay thì mình cũng có dịp đi xuống dưới tỉnh An Giang. Thì mình có nghe một câu chuyện của anh Khánh, là một người mà một người dân sống ở đây, nhưng mà anh đang có một cái những cái biểu hiện rất là lạ trên cơ thể của mình. Mà theo anh chia sẻ rằng là có ai đó đang sử dụng bùa thiên linh cái yếm vào cơ thể của anh. Thì anh có thể kể lại cho em nghe toàn bộ câu chuyện bắt đầu nó như thế nào và đến bây giờ nó ra sao không anh? Lúc trước thì cũng có một cái ông thầy đó, ông truyền cái ra sau lưng mình, truyền một cái năng nguồn năng lượng vào cơ thể mình, mà nó có cái luồng khí nó chạy từ trên chạy xuống dưới giò, nó lạnh. Và cho nên nó từ đó tới sau cái cơ thể mình nó cứ lung tung như hoài, mà không biết là cái đó là do bùa hay là cái gì mà mình kiểm soát cũng không được. Có nhiều lần đi thầy mà chạy cũng không hết. Nhưng mà từ đâu mà anh gặp được người thầy đó mà sử dụng thiên linh cái đối với cơ thể anh và gia đình ạ? Lúc trước thì mình cũng tình cờ là quen ổng, là ổng trị bệnh là cũng như trị bệnh nhất đó. Cho nên mình thấy gì mới trị bệnh cho cha cho mẹ. Thấy ổng nói lãnh bệnh gì đó, con thì lãnh bệnh cho cha cho mẹ. Rồi ổng thấy gì ổng mới làm, chứ mình cũng đâu biết là xảy ra tình trạng này đâu. Họ đã điều trị bằng cách nào mà anh nghi là họ đang sử dụng thiên linh cái trên người mình? Mình lại tới nhà đó là ổng chắn giữ cái nhà đó trước. Ổng đi lại tới nhiều lần chắn giữ. Ổng kêu xin là nước tiểu của người tuổi tức mà còn nhỏ. Ổng chế bốn góc nhà sao đó. Mình không cần là ổng kêu xin cái đó nữa. Mà ổng xin rồi ổng làm chắn bốn góc nhà xong rồi từ từ ổng mới làm mới được. Có nghĩa là ổng giải cái nhà mình là ổng chắn hết trơn rồi, đâu có ai vô làm cũng được. Khi mà sau này mình bị bệnh rồi đó là mình đi gỡ xong dài nó hết, dài bữa cũng có lợi. Cũng như có nghĩa là chắn cái bình đó rồi dài mình gỡ là nó cũng đưa vô lại gan. Hiện nay thì ngồi anh ra thì còn ai trong gia đình là cũng có những cái biểu hiện kỳ quái giống như anh không? Thằng em thì nó không có thể nó không có gung, nhưng mà nó bệnh là nó không thể kiểm soát nó được. Tại vì nó bệnh, nó ngủ bằng ngày, ngủ bằng đêm thích nhiều hơn. Là mỗi người một cái. Như lúc trước vợ của mình á, nó cũng bị. Rồi trước khi nó đi là hai đầu gối nó mỏi, ngáp hoài luôn. Ngáp xong rồi nó bàn giò lạnh, hai bàn giò lạnh ngắt luôn. Rồi từ từ cái vài bữa nó cự với mình, là mình biết cái người khác rồi, không phải vợ mình luôn. Nó cự với mình xong nó bỏ đi, nhưng mà trước khi mà nó bỏ đi đó, cái ngực nó đau lắm. Nó rất đau luôn, nó nói nó bỏ đi khỏi chỗ này là tự động cái ngực hết đau. Nó ngộ cái chỗ đó. Có nghĩa là từ lúc mà gia đình mình có duyên với một người thầy pháp sư đó tới điều trị bệnh cho ba anh. Rồi từ đó thì bản thân anh, vợ, rồi em anh, tất cả những người trong gia đình đều có những cái biểu hiện lạ. Và người thầy này thì tới bây giờ mình còn vẫn giữ liên lạc hay không? Không biết, rồi là nó rút luôn, nó không xuống luôn. Điện cũng không cách nào mà liên lạc được, tại là người ta hại mình mà. Nhưng mà bản thân gia đình mình đâu có liên quan gì tới thầy pháp sư đó đâu mà người thầy đã phải hại mình. Chắc có nghĩa là người ta chỉ không phải hại, mà cái những cái này là bên tà đạo người ta đưa vô để người ta cũng như dạng ta luyện đưa cái con nó vô ta luyện thôi, chứ không nhất thiết là phải là người nào ta cũng ấy. Khi mà nhắc tới thiên linh cái thì thường thường mọi người đều
đây nè. Cái tay anh tự động nó rung hả anh? Giò rung chứ không phải tay rung. Cái giò rung luôn. Mọi người ơi, cái đùi đang nói chuyện với mình thì bỗng nhiên cái đùi của anh rung lên như thế này nè. Và mỗi buổi tối á, khi mà anh ngủ á, cả cơ thể anh cứ lúc nào cũng nhịp như thế này. Sự việc bắt đầu kỳ lạ và kỳ dị diễn ra từ lúc mà gặp được một người thầy pháp sư cách đây khoảng 4 năm về trước. Người pháp sư này thay vì điều trị bệnh thì ông đã sử dụng những cái liệu pháp bằng bùa ngải để đặt ở bốn góc nhà bằng nước tiểu của em bé. Và từ đó thì cả gia đình, tất cả mọi người đều có những cái biểu hiện rất là kỳ quái. Bản thân anh thì không hiểu tại sao mà cái đùi mình và cái tay mình thường xuyên rung. Nhưng mà rung ở những cái vị trí nào, thời điểm nào nhất định, hay là lúc nào mình cũng có những biểu hiện như thế này ạ? Tại lúc nào nó cũng rung, thường là rung vậy đó. Mình chạy xe là giò rung y gan vậy đó. Chạy xe em đa là đã giò là ông hội cũng như nó điều khiển mình chạy luôn đó. Nó ngộ vậy đó. Nhưng mà anh làm nghề bắt tài lái xe thì những cái lần nó bị vậy có ảnh hưởng tới cái tâm lý lái xe của mình không? Tâm lý thì không có ảnh hưởng nhiều, nhưng mà đôi lúc mình cũng chỉ chú tại cái thằng lực mình còn á, là nó không có lên, nó điều khiển tới bộ não mình thôi. Bình thường là chị chú đại bi như là chú chuẩn đề đó, là mình chị chú bắt ắn, chị chú hồi lại hết khải thủ quy tô đất đế. Có nghĩa là mỗi lần mà mình có những nhảy, mình chỉ cần niệm Phật là nó đỡ Phật, một phần đã đỡ niệm Phật mình chị chú là đã. Nhưng mà em có một thắc mắc đó là khi nào cũng tới những, anh có tới khu vực nào, ví dụ anh tới chùa hoặc là tới khu vực nào mà cái sự linh thiêng nó cao đi, thì cái những biểu hiện này nó hạ xuống bớt hay là không còn nữa? Không phải là hạ lại điện, mấy cái điện trên núi nè với chùa mà linh thiêng là lại nó rung cũng như là nó sợ vậy đó. nó rung cảm giác nó sợ đó, như nó là tà, nó gặp là nó sợ đó. Từ lúc mà anh nghi vấn là cơ thể mình đang bị yếm bùa thiêng linh cái thì anh có tìm những cái thầy pháp sư khác cao tiếng hơn để nhờ điều trị không? Cũng có, nhưng mà vừa gọi đó là mấy tháng gọi đó là ông anh họ đó là ông chị, nhưng mà ông chị biết không được, ông mới cầu ông sư về cũng nói, ông nói là cái này là không phải là dính bùa, cái này liên quan đến thiên linh cái thôi chứ không phải dính bùa. Cái này ông gỡ là bảy lần xong bảy lần đó ông mới nghỉ một tháng đảo lại ông coi còn không, cũng như cái phát đồ ông chị là gì. Nhưng mà miễn ông nói miễn cái cách cuối cùng luôn á mà làm không được á, làm được là ông đốt nó, cũng như là đốt sao không biết. Là ổng cũng có từng chị đó, cái cũng có từng chị mấy ca vậy đó. Ổng nói em xin tạm dừng câu chuyện tại vì em thấy cái chân anh tiếp tục rung này. Thưa các bạn, là khi mà anh bắt đầu có những cái khu vực mà trong cái nội tâm anh nó yếu đi một tí xíu á, anh không niệm kinh Phật thì những cái đùi và cái phần một nửa người như thế này lúc nào cũng rung lên nhịp. Và đây là những cái biểu hiện mà kể tôi lúc gặp được một cái thầy pháp sư tới tận nhà điều trị bằng những cái phương pháp bùa ngải, và không hiểu bệnh gia đình thì không hết, nhưng mà lúc nào cũng gây thêm họa cho gia đình luôn, đúng không anh? Vậy thì mình có phải đi tới khu vực vùng núi cấm, gia đình mình rất là gần với vùng núi cấm, khu bảy núi, thì tại sao mình không tới đó nhờ những cái thầy sư tổ về thiên linh cái để điều trị anh? Tại vì bây giờ mình cũng không biết mà tránh là tà, đi ghét gì không biết đường nó. Từ đó đến giờ mình tìm bao nhiêu thầy hết rồi? Đi xuống Mỹ Luông cũng có ông thầy đó, ông chạy mà dài cũng đi gan, chạy dài khỏe đi mặn bình thường luôn, dài bữa cũng lại cũng đi gan tại chỗ đó. Tại vì mình sợ trắng cái nhà xong mình dài gã rồi xong dài cũng đi gan, nó đưa vô lại nó có cái nhà ở trong nhà mình. Em thắc mắc quay lại câu chuyện cũ đó, là khi mà thầy pháp sư mà người mà yếm thiên linh cái á, trong quá trình mà điều trị bệnh anh thấy có những cái biểu hiện gì về tay chân gì lạ, điều khiển một cái vong linh gì không? Nó vô là nó nhúc mới đầu là nó có cái luồng khí nó chạy như trong mình nó nhúc vậy thôi, mình không biết là gì, sau này mới cái biểu hiện nó nhiều như vậy đó. Chứ lúc đầu thì nó cũng ít thôi. Và cơ sở nào mà anh khẳng định là trong cơ thể mình đang
bị thiên linh cái hành hạ? Mình nghĩ là không phải thiên cái, tại vì mình nghĩ là bùa thôi, nhưng mà lại thầy bùa ta nói không phải. Thầy bùa ta gãi từng gãi mà, gãi nhiều. Ông thầy đó ông nói là ông đó giờ chưa chạy cây ca nào mà bị bùa, tất cả các loại bùa luôn, là bệnh lại nào bụng bự luôn mà ta gãi gần những hết. Mà cái này này ông nói là không phải thiên bùa đó. Thiệt ra những cái người mà bị bùa ngải á, thì phần lớn nó biểu hiện rõ nhất của họ bụng trương sình lên, bụng bự lên, thì dần dần nó sẽ bệnh ảnh hưởng tới gan, thận, nội tạng, thì sau này dễ bị ung thư, chết sớm thì do những cái bùa nó gây hại đối với những người bị đó. Thì bệnh trong thời gian này mình đang có mắc bệnh gì không? Lúc trước này nó bệnh là nặng hai vai và mỏi, xương sống nó có cái luồng khí chạy lên xuống. Bây giờ cảm giác như vậy không? cũng có cảm giác được, nhưng mà nó gì biểu hiện vậy thôi chứ nó không phải như là bệnh thiệt của mình vậy đó. Thằng em đó nó cũng bệnh đi gan đó, mà đi ra ngoài chụp em gai luôn, mà mới chụp nửa tháng này đâu có bệnh gì mà nặng hoài vậy đó. Ông thầy đó ông muốn điều khiển cái dòng linh gì đó mà để mà hại người nào đó, là người ta búng cần búng tay thôi, thầy ông lấy tay ông búng vậy thôi, cũng như muốn hại cái nhà đó. Không, ở đây búng vô nhà đó là nhà đó cự lộn là từ giá 3 ngày, hai chồng cự cãi gì hoài đó là 3 ngày luôn, mình không biết ông điện cái gì luôn. Hồi đó thì bản thân anh thấy là thầy pháp sư đó họ có búng tay với gia đình mình như vậy không? Vô búng bình thường, búng hoài, cũng như người ta muốn làm cái chuyện gì sai cái con đó là người ta búng tay đó. Mà lúc đó mình nhận ra là đó là thiên linh cái không? Mình đâu biết thiên linh cái đâu, mình không biết luôn. Anh có thể cho tiết lộ thông tin là thầy đó ở đâu và thầy đó là gần đây thầy đã tu ở đâu mà không? Thầy đó thường đi cánh niên là năm nay cỡ 40 tuổi đó, mà gần núi nổi cho nó, núi nổi trên Tân Châu lên chút đó. Tại vì lúc đó thằng em đó, là nó với bồ nó là lu bu, là lúc đó cũng 2-3 năm rồi, biết là nó là tà rồi, mình đâu có qua lại đâu. Thằng em nó chiếc bộ nó lu bu rồi nó mới điện lên trả nhà xong là từ đó sau là nó nằm là một năm mấy luôn đó, nằm luôn. Vậy là cứ mỗi ai mà lên gặp thầy hay có là đều về là có những cái biểu hiện lạ. Mới đầu thì ta giúp mình bằng ăn được cũng với thằng ấy, nhưng mà sau từ từ mình không qua lại là hại mình đó. Thôi như vậy, hôm nay thì em cũng có duyên gặp anh, thì hy vọng rằng là clip này một số thầy pháp sư nào mà có cao tiếng thì có thể liên hệ anh hỗ trợ giúp anh. Anh cho em xin lại địa chỉ của anh đầy đủ ạ. Mình ở đâu ạ? Ở số nhà 46 ấp Trung Hòa, xã Tăng Trung, Phú Tăng, An Giang. Họ tên đầy đủ của anh luôn ạ? Bùi Quốc Khánh. Nếu mà cô chú anh chị nào hoặc thầy nào mà có những cái phương pháp nào hỗ trợ giùm cho anh Khánh á, thì có thể giúp giùm hoặc có thể liên hệ giúp em để em có thể kết nối giữa mọi người với nhau. Thì anh Khánh cũng là trong vòng 4 năm nay gia đình anh cũng rất là khổ sở, công việc làm ăn thì đủ thứ chuyện, sức khỏe ai cũng suy kiệt hết, và bản thân anh thì làm nghề tài xế mà thường xuyên những biểu hiện về tay chân như thế này thì rất là nguy hiểm cho chính anh và những cái hành khách đi cùng. Thì hy vọng rằng là anh được giải thoát được cái những cái biểu hiện về buồn ngại đó. Và cũng chúc anh sức khỏe, có dịp để anh em gặp nữa nha. Dạ, cảm ơn rất nhiều.